chào các bạn. Hôm nay mình có việc đi về miền đi về miền Tây. Nên hôm nay mình đi ghé một quán nước còn nổi tiếng ở Mỹ Tho. Và bây giờ mời các bạn ra cùng mình. Quán này có tên là quán Bầu Xấu Sen. Roco Rio đi chán quá. Chào mừng các bạn đến với kênh Roco Trải Nghiệm. Và hôm nay gia đình Roco đang có mặt tại thành phố Mỹ Tho. Ghé đây là phải ăn một món rất là được đánh giá cao. Cái này là dồi sụn đó. Ở đây sẽ có một món hủ tiếu xíu mại dồi sụn. Đây chị chủ. Xíu mại cất trong hả chị? Dạ, tại trời nắng quá. Em lấy đây nè. Mới đem lại đây là mỗi tô lần cùng vậy hả chị? Dạ. Làm tô đặc biệt đúng không? Dạ rồi. Mua ra ngoài luôn cho nó sáng. Chị dễ thương nghe chưa? Chị bưng ra cho quay. Trời ơi, ngon quá trời luôn đó. Từ Sài Gòn mà xuống đây chị để ăn tô hủ tiếu này thôi đó. Rồi có dồi sụn nữa. Viên to lắm nha cả nhà. Hủ tiếu sẽ trộn với nước sốt là gia truyền. Đây là một tô thập cẩm đầy đủ sẽ là 65 hoặc 70. Riêng cái viên xíu mại này thì sẽ tính riêng nha. To lắm luôn. 25.000 một viên. Nước lèo thì rất là thơm. Thơm mùi tôm khô hả? Hai cho con ăn say mê. Cô ăn thấy như thế nào? Nước sốt ngon không đâu cô? Nhìn một tô là thấy no rồi đó. Cô thì ăn giò, hai má con là ăn xương và thập cẩm. Như gói nó giãn như trái bình luôn, đúng không? Đây nấu bằng khô mực nè. Nó vị rất là như là nước lèo. Rất là thơm. Tôm nó ngon. Dồi sụn. Cô khoe cái cục xương không tô đâu cô ba. Bên từ từ nha, đổ nha. Quá trời bự.
một tô hạt cẩm là khoảng 65 đến 70. Rồi cảm ơn chị. Một viên xíu mặn là 25 và ba rô cô mới kêu thêm dồi dồi sụn. Rồi sụn thì dĩ nhiên là phải có sụn rồi, có tiêu, có hành, có tỏi, có ớt, ăn thơm. Đặc biệt ở đây là xương ống á, được chẻ rồi nè, thấy phần quỷ bên trong luôn. Roco đã chào thua cái cục xương ống rồi. Gia đình Roco chuẩn bị đi về thì nguyên một đoàn khách của mấy cô đi hành hương ghé vô nè, quá trời đông luôn. Xin chào các bạn, và bây giờ sẽ nhận được review từ hai cha con nhà Roco. Ba ơi, ba ăn tô hủ tiếu dồi sụn gì xíu mại, cảm giác của ba làm sao? Muốn đi ngủ, ngầu quá muốn đi ngủ. Ba Roco là sức ăn rất khỏe và ba Roco ăn cái tô đó không nổi. Còn ba Roco? Mình thấy rất là ngon và ngon. Roco khoái hủ tiếu với lại cái nước sốt ra đó đúng không? Ôi trời ơi, từ Sài Gòn chạy về Mỹ Tho chỉ để ăn thôi. Và chuẩn bị ăn tiếp trà bông kìa. Cầm thôi. Tô hủ tiếu hồi nãy là giá 70.000 hả ba? 70.000, nhưng mà chưa tính viên xíu mại nha. Viên xíu mại 25.000 nữa. Nhưng mà cái tô đó thì nếu sức ăn như má Roco thì một tô có thể chia làm hai người ăn á. Viên xíu mại cũng rất là to luôn. Roco ăn không nổi, Roco ăn chỉ được nửa chị viên thôi. Các bạn không nói xíu mại, chúng ta hay nói là chả đực. À đúng rồi, ba Roco nhắc mới nhớ là ở đây gọi là xíu mại, nhưng mà khi cả nhà Roco ăn á thì có cảm giác là rất giống như cái vị của chả đùm miền Tây á, chả đùm hay có trong các đám tiệc ở miền Tây á. Bật túi càng rồi. Và nhỏ hơn chứ, nhỏ hơn nghiêng chả đùm. Và gia đình Roco cũng đã mua 2 viên gửi về ông bà nội, 2 viên gửi về ông bà ngoại để ông bà ngoại với ông bà nội ăn thử. Roco ơi, bây giờ mình đi đâu nè? Giờ mình đi uống nước mía giếng gì ba? Nước mía giếng. Giếng nước. Lại thêm một món đặc sản ở thành phố Mỹ Tho nữa. Bây giờ mời cả nhà cùng theo chân gia đình Roco. Cái mặt ăn no buồn ngủ rồi đó. Let's go. À, đi tới khu này thì chắc nhìn clip thì bà ngoại biết là ở đâu thôi, chứ bà má Roco cũng không biết nữa. Đi miền Tây nhiều chứ đây là lần đầu tiên đi vòng vòng trong thành phố Mỹ Tho. À, bây giờ đang đi kiếm chỗ nước mía giếng nước, một món đặc sản. Đặc sản là bởi vì nước mía ở đây được ép với lại xác của trái dừa, cho nên là sẽ có cái vị béo, vị bùi hơn là nước mía ở trên thành phố. Và nước mía ở đây cũng có rất nhiều topping đi kèm rau câu, đậu phộng, mít và sầu riêng nữa. Thôi thì để kiếm được chỗ xong rồi sẽ quay cho mọi người xem nha. Các thành phố ở các tỉnh miền Tây phải nói là phát triển ngày càng rất là mạnh. Trong hành trình từ năm ngoái đến năm nay thì gia đình Roco cũng ghé được một vài thành phố rồi, như là thành phố Bạc Liêu, thành phố Sa Đéc, và hôm nay là ghé thành phố Mỹ Tho. Mọi người thấy đẹp không? Nhà cửa đường xá đâu có thua gì thành phố Hồ Chí Minh. Như cái đó là cũng chạy những phía trên rồi bác.
sầu riêng rau. Mình như đây nè. Đây là giếng nước của thành phố Mỹ Tho, và những cái quán nước mía dọc ở đây thì gọi là quán nước mía giếng nước. Trên đường này thì có rất nhiều quán, không biết quán nào cho nên thôi gia đình Roco hôm nay sẽ dừng chân ở quán Ngân Hà. Roco sẽ uống thử rồi review. một ly rất là to như hình đó, to bằng cái iPhone luôn. Ở trong đây thì có topping nè, có mít, có đậu phộng, có rau câu nữa. Với một người khoái ăn topping như Roco thì uống cái này là khoái rồi, đỡ phải uống trà sữa. Không đúng rồi. Mọi người thấy Roco chán không? Đi uống nước mía, giếng nước Mỹ Tho. Mà xem cái ly nè, hết nước mía, còn yên nguyên topping. Quá chán, chán thiệt chán. Đây là bến tàu thủy, có chợ đêm Mỹ Tho nữa, bến tàu thủy du lịch Mỹ Tho, rất nhiều xe du lịch ở trong đây. Ở chỗ đây thì mình có thể mình xuống tàu để đi sang các cồn như cồn Phụng, cồn Thới Sơn. Và bây giờ đang đi mò mẫm kiếm vườn hoa lạc hồng để quay cho bà ngoại xem. Lâu rồi bà ngoại không có về miền Tây, không có về để đi dạo đêm ở miền Tây, cho nên hôm nay quay clip về cho bà ngoại xem. Phía trước có tượng đài. Ly nước mía hồi nãy có lẽ đặc trưng ở chỗ là có topping, rồi có sầu riêng nữa. Với lại buổi tối mà dạo ngay khu giếng nước đó thì rất là mát mẻ, vừa ngồi chiêu vừa uống nước mía thì rất là lý thú. Bến Đò Tân Long. Vậy là hồi nãy vườn hoa lạc hồng đã bị rào, hàng rào rồi. Mở cửa sổ xuống thì tiết trời giữa lúc 12 giờ trưa rất là nóng, hắt vô hầm luôn á. Bây giờ thì đang trên đường về lại Sài Gòn và phải nhất quyết phải đi tìm cho bằng được một cái chỗ mà đi 4-5 lần rồi toàn là bị chỉ sai chỗ không. Hướng mình đó là hướng đi về Sài Gòn, đã phát hiện ra chỗ đó rồi. Và bây giờ đang vòng ngược lại để bọc bên kia. Đó là chỗ nào thì đợi chút xíu cả nhà sẽ biết nha. Bà ngoại, bữa nay kiếm được rồi nè bà ngoại. Chịu không nổi thiệt luôn, xe chở cổng cưới trang trí Hello Kitty. Đây, trung tâm hội nghị tiệc cưới Tây Nam Bộ, và tuốt ở đằng xa chính là cháu lòng Lộc Tân. Tới rồi nha bà ngoại. Nhìn ngon chưa? Cháo lòng đây đặc trưng là có màu nâu nâu của quýt. Đây là đậu phụng đậu lòng. Chị chủ xinh gái đây nè. Trời, em đi kiếm khó lắm luôn á chị. Dạ. Mỗi phần cháo lòng là có thêm bánh hỏi, rau, nước mắm, đầy đủ. Dạ.
Dạ, 40 ngàn một phần hả chị chủ? Có cái móc. Ở đây là bán 24/24 luôn. À, cái này là hướng đi từ chợ Tân Hiệp về Sài Gòn đúng không chị? Mọi người cứ đi từ từ từ, thấy chỗ nhà hàng tiệc cưới Tây Nam Bộ á là có quán cháo lòng Lộc Tân. Bạn Roco khi đi trên xe thì chỉ có 1, 2 nhiệm vụ duy nhất, 3 nhiệm vụ duy nhất. Một là nói huyên thuyên, hai là ăn và uống, ba là đi ngủ. Xong rồi lăn đi ngủ. Và bây giờ đã phát hiện là bạn đang ngậm đầy miệng kìa. Đang đập kiwi nha mọi người. À, một dòng nhỏ trong ngày cuối tuần để đi ăn hủ tiếu dồi sụn xíu mại sáu sen, rồi sau đó vòng qua uống nước mía tại giếng nước. Nước mía là nước mía ngân hà nha anh em. Nước mía ngân hà nè. À, rồi sau đó đi đâu nữa ta? À, đi tìm cháo lòng Lộc Tân nổi tiếng tại Châu Thành Tiền Giang. Rồi bây giờ thì gia đình của cô đang trở về Sài Gòn. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip đi ăn đi dạo. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những clip sau. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Nếu các bạn thích bài, hãy bấm like, share và đăng ký kênh mình để kênh mình được 300 người subscribe nha các bạn. Bye bye cả nhà. Bye bye.